Chào tất cả các anh em. Chúng anh em đang là mẫu lồng cu mẫu A2 size 36. Bởi vì ở bên shop nhiều mẫu lồng cu cho nên đặt tên là A2 nha tất cả các anh em. Size này là size 36. Mẫu này giá hiện tại đang bán 230.000 anh em thấy. Anh em thấy là 230.000 anh em được tặng full phụ kiện. Đây. Size 36 nghĩa là đường kính đây lên đây là 36 cm đó anh em thấy. Rất là to nha tất cả các anh em. Mẫu này thì anh em nuôi mồi dài đuôi là dư sức. Đó, không bao giờ hư lông đuôi chim của tất cả các anh em đâu. Đó. Lồng này sẽ tặng kèm cho anh em là đế hứng phân bằng nhựa nè, hai cống ăn này, áo trùm lửng như thế này luôn. Đó, áo trùm như thế này là che mưa che nắng luôn. Nếu mà anh em muốn để ngoài trời hoặc để trong nhà. Còn anh em đem ra phơi nắng thì chim nó ra đây đứng phơi nắng thoải mái. Đây anh em thấy nè. Đó. Lồng nhôm như tất cả các anh em. Cộng nhôm to 2 ly như thế này, tôi nó bảo đảm với tất cả các anh em là nếu nói mình nói chơi với bán cái lồng này bảo hành cho anh em 10 năm cũng chưa nói gì. Cực kỳ bền bỉ như thế này, bọc chất liệu như thế này thì anh em bảo chừng nào nó mới hư được ha. Đó. Rất là nét cho một sản phẩm như thế này, 230.000. Mẫu A2 size 36 như tất cả các anh em. Đó, anh em nào thích thì cứ alo trực tiếp cho nó nhanh ha.